Chị tên là Linh, năm nay chị 34 tuổi. Hiện tại thì chị đang mở một quán cà phê nhỏ. Chị là bắt đầu có hiện tượng rụng tóc ngay từ khi mang bầu bé thứ nhất, tức là cách đây về đến 5 năm rồi. Đấy, thì xong rồi khi mà sinh bé thứ nhất xong ấy thì cái hiện tượng rụng tóc nó nặng lên. Thế thì xong rồi khoảng tầm 1-2 năm sau thì nó đỡ. Thế xong đến khi chị bắt đầu lại sinh bé thứ hai thì cái tình trạng này nó quay lại và nó nặng hơn lần đầu rất là nhiều. Đến lần thứ hai thì chị rụng tóc thành mảng, xong rồi rụng không thể phục hồi được. Chị đã dùng những cái phương pháp cũ và thêm cả những phương pháp mới nhưng mà nó không có tiến bộ gì. Đấy, lúc đấy thì tóc của chị rất là yếu, chỉ cần hơi vuốt nhẹ thôi là đứt. Mà vuốt tóc như thế này này, đấy là sẽ ra cả một đống ở tay này. Đấy, thì xong rồi là cái đường ngôi này của chị nó thưa ơi là thưa ấy, nó nhìn rõ ra đầu luôn. Lúc đấy thì tự ti lắm. Đấy thì cái tình trạng trước khi đến đây của chị là nó như thế. Thì chị ban đầu thì chị dùng các phương pháp tự nhiên, ví dụ như là chị gội bồ kết này, xong rồi chị gội nước bưởi này, chị tự mua bưởi ở ngoài chợ, cái vỏ bưởi ấy chị về chị đun nước, thế xong rồi mua cái tinh dầu bưởi để xịt, rồi là thậm chí là mua các cái loại gel mà người ta quảng cáo là kích thích mọc tóc đấy. Và cũng có một lần là chị đã đến một cái thẩm mỹ viện để chữa tóc cho nó khỏi 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 hói đấy. Thế nhưng mà sau liệu trình của người ta thì chị cải thiện rất là ít. Đấy, mà tóc, sợi tóc chị vẫn thấy rất là yếu. Rất là tình cờ thì chị biết đến Petunia. Lúc đầu thì chị cũng mang theo một cái tâm lý là chị không tin tất cả những cái gì mà các thẩm mỹ viện nói đâu. Tại vì mình cũng đã thực nghiệm rồi, mình cũng đã trải qua một thẩm mỹ viện rồi, mình cũng không thành công. Và mình cũng đã làm rất nhiều phương pháp rồi, cũng không thành công. Mà chị cũng chi nhiều tiền lắm, rất là nhiều các phương pháp đắt tiền, rồi các loại thuốc đắt tiền chị đều thử rồi. Thế là khi đến đây thì chị cũng mang theo một tâm lý là không tin tưởng lắm. Thế nhưng mà đến lúc mà gặp anh bác sĩ thì anh tư vấn rất là nhiệt tình, kỹ lưỡng, hỏi chị từng tí một, nào là chế độ sinh hoạt của chị như nào, chị ăn như thế nào, chị ngủ như thế nào. Thế là anh ấy phân tích cho chị từng chút 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 một và chị thấy ổn, công nhận đúng thật. Tại vì là do mình sinh con xong này, xong rồi mình phải thức đêm nhiều để bế con, thế xong rồi mình stress, thì mà càng stress thì nó lại càng rụng tóc. Đấy, tóc càng yếu, thế là thêm nữa là mình lại kiểu khi mà mình tóc mình yếu mình lại càng sợ gội, mà càng không gội tóc lại càng bẩn và càng rụng. Thế anh phân tích cho chị là một cái tuần hoàn như thế. Thì lúc đấy chị cũng cảm nhận là chị kiểu giống như kiểu chị sáng ra ấy, là mình đúng là mình đã làm sai phương pháp rất là nhiều. Thì rất là tình cờ nữa là một cô bạn cùng với cả chị đến quán, hay đến quán cà phê chị, thì cô bạn ấy cũng có tâm sự là đang điều trị rụng tóc. Thế chị mới bảo chị, ui tóc chị dày như thế này mà sao lại phải điều trị. Thế là chị cho xem ảnh trước kia, chị bảo đây này em này, tóc chị ngày xưa như thế này này. Thế chị mới hỏi địa chỉ thì chị ấy giới thiệu đến đây. Thì người thực việc thực, vì chị ấy là khách hàng quen của chị mà, người thực việc thực như thế cho nên là chị đặt niềm. Ban đầu thì buổi đầu tiên là chị về chị thấy tóc của chị vẫn rụng, mà thậm chí là buổi đầu tiên chị thấy về còn rụng hơn ấy. Thì chị lo lắng, chị gọi điện cho bác sĩ, thì bác sĩ nói là chị cứ yên tâm, đấy là những cái sợi tóc yếu nó sẽ được đào thải ra để kích thích và để cho những cái sợi tóc mới khỏe để mọc lên. Thế là chị cũng cũng rất là lo lắng, nhưng mà bác sĩ nói đúng. Đến buổi thứ hai là chị thấy cái lượng tóc nó giảm dần, buổi thứ ba, buổi thứ tư thì bắt đầu chị thấy tóc con mọc lên, và tóc về sau là tóc con mọc lên tua tủa luôn. Và trộm vía là bây giờ thì nó cũng đã dài ra rồi, nó không nhìn rõ ấy. Chứ mấy hôm mấy lần trước là tóc con mọc lên nhìn rõ luôn, nhìn tua tủa như con nhím ấy. Đấy, lúc đấy thì nhìn thấy tóc như thế thì vui lắm, bởi vì là mình nhìn thấy tận mắt là thành quả, công nhận là sợi tóc mới nó mọc lên ấy. Không đau đớn gì đâu, bởi vì là chị thực hiện liệu trình ở đây, chị thấy chỉ kiểu dùng đưa tinh chất rồi các thứ ấy, chị thấy nhẹ nhàng lắm. Mà các bạn cũng gội đầu massage cũng rất là phê. Thực sự thì trước khi đến đây thì chị đã nghĩ đến cái việc là chắc có lẽ là mình sẽ phải mang theo cái mái tóc thưa này suốt đời ấy, và chị cũng nghĩ đến việc là mình phải đeo tóc giả. Thế thì lúc đấy cảm thấy là cuộc đời nó tệ lắm ấy, nó chán lắm, bởi vì lúc nào cũng phải đội tóc giả. Thế nên là đến bây giờ khi đó, khi mà được cái mái tóc như này rồi thì thật sự chị nghĩ là quá là vui luôn. Nên là chị khuyên là những chị em nào cũng giống như chị ấy, gặp cái tình trạng mà cũng rụng tóc này rồi là hói đầu ấy, thì nên điều trị sớm đi. Thêm nữa ấy, là cái công nghệ điều trị rụng tóc và hói đầu ở Petunia được một tổ chức quốc tế công nhận, nó rất là an toàn. Và bản thân mình trải nghiệm đây thì mình cảm thấy là không hề đau và hiệu quả rất là tốt. Thật sự thì với cái kết quả như này thì mình
không có gì để chê luôn ấy, thật sự rất là hài lòng. Và qua đây cũng cảm ơn đến đội ngũ bác sĩ của thẩm mỹ viện đã giúp cho mình có được cái mái tóc bồng bềnh như thế này, lấy lại được tuổi thanh xuân cho mình.